Bây giờ các em cùng comment đáp án nhé. Chúng ta cùng comment đáp án câu đầu tiên. Nhớ thì dặn đấy, muốn học được hiệu quả nhất thì các em cần cần phải làm gì? Comment ngay tức cái đáp án mà mình nghĩ đến. Sau đó là nghe thầy giải đáp, giải thích. Khi mà thầy giải đáp và giải thích xong rồi thì lúc đấy em sẽ biết được thằng em sai ở đâu. Được chưa? Nếu vẫn chưa hiểu thì lại comment tiếp. Ok, thầy sẽ giải đáp đến bao giờ các em hiểu thôi. Câu số 1 nhỉ. Câu số 1. Ok. Câu số 1. Chào Công Danh. Hello, chào em. Tối nay thầy dạy hóa lớp 12 em nhá. Bắt đầu rồi. Bắt đầu nhá, câu số 1. Câu số 1. Câu số 1 này. Nguyễn Tiến Vượng 1C. Vân Vân 1C, Băng Nhi 1C. Ba bạn cả là được. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Lưu ý này cũng từ khốc. Thế mình chú ý này. Mình có này bọn là monosaccharide. Monosaccharide là bao gồm glucose và fructose thì không bị thủy phân. Đấy, các em phải để nốt những cái phần kiến thức này lại nhé. Nốt những phần kiến thức này lại vào trong một quyển sổ tay nhỏ nhỏ để mình ghi lại. Thế vậy ở đây mình có này, sắc là disaccharide, amylose là poly, cellulose là polysaccharide, vậy chỉ có thằng glucose là monosaccharide thôi. Vậy không bị thủy phân trong môi trường axit là glucose. Đáp án đúng là đáp án C. Số nhóm chức este có trong mỗi phân tử chất béo. Câu số 2 đáp án gì nào các em? Nào, những bạn nào comment đáp án nhanh tay nào. Câu số 2 đáp án gì? Số nhóm chức este. Thế thì Nguyễn Tiến Vượng 2G, Nguyễn Tài Anh 2G. Rất tốt. Có nhiều bạn cũng không biết là thầy live stream ấy các em ạ. Các em giúp thầy cả team offline lẫn online, giúp thầy nhanh tay xe lại về tường. Xong rồi tát tất cả các bạn đang không biết, đang lơ cua ở những chỗ khác. Add các bạn vào đây giúp thầy để cho các bạn cùng có thể biết được rằng là ông Minh Mielin ông đang live stream. Đấy, các em inbox giúp thầy cái. Ông Minh Mielin ông đang live stream các em ạ. Thế thì đang live stream thì phải ở tất cả mọi miền, mọi nơi, tổ quốc là chui hết về đây để mà tham gia cái buổi live stream này. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Thì chất béo nó có dạng như nào? Đây này, bạn Nguyễn Tài Anh rất tốt, bạn Nguyễn Tiến Đạt, một bạn thầy không đọc được tên, vân vân, vi phạm Dương Hồng Quân. Hiện tại bây giờ thì không xóa. R chất béo là gì nhỉ? RCOO CH2 thì ghi lại cái chất béo nhiều bạn quên. R1, R2, COO CH và CH2 cuối này là R3 COO CH2. Thế là mình có bao nhiêu chức este? 1, 2, 3, đúng không? Vậy đáp án đúng mình đáp án gì? Đúng rồi, 11 thì cũng chuẩn bị tinh thần đi nhá, Lục Trung Đức. Nhỏ quá em không nhìn được. Ui, cái này to lắm mà em có thể xoay ngang màn hình ra em ạ. Em xoay ngang màn hình ra là em nhìn thấy liền rồi. Chứ ở đây thầy cũng để khá là sâu à. Bạn nào không nhìn thấy gì em xoay ngang màn hình ra nhá. Xoay ngang màn hình phóng to lên chút là sẽ nhìn thấy rồi. Được chưa? Vậy thầy chỉnh chỉnh cho nó xuống thấp tí thôi. Hết sức rồi nhá. Xuống thấp hết sức rồi. Ok, mình sang câu tiếp theo, câu số 3. Ure NH2 hai lần CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây? Ure em nhìn nhận bên trong nó có gì đây? Nitơ đúng không? Nitơ là cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng này. Và khi nó cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng, thầy lấy nét lại bị mờ. Lại thầy lấy nét lại. Hiện tại là thầy không xóa đâu. Nên là các bạn mà đã đang và đã là thầy không xóa nhưng thầy chỉ ẩn thôi nhé. Thầy không hứa trước nhiều. Thầy không xóa, thầy chỉ ẩn thôi. Mất gốc quá thì phải học thôi. Có file đề em ạ. Lúc nào mà thầy chẳng có file đề. Lúc nào thì cũng có file đề hết. Nha. Câu số 3, có nguyên tử nguyên tố nitơ này. Được chưa? Vậy thì nó phải là phân đạm là phân bón mà cung cấp nguyên tố nitơ cho cây trồng. Đấy, lưu ý một chút. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4.
Câu số 4. Chất nào sau đây? Chất nào sau đây không phải chất điện ly trong nước? Chất nào sau đây không phải là chất điện ly trong nước? Khó phải đấy. Cứng đấy. Không phải đùa đâu. Nào. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly trong nước? Chính xác, đây là story thầy. Điện ly là tan trong nước và phân ly radium hoặc ở trạng thái nóng chảy. Đây là phần kiến thức lớp 11. Thế chú ý ở trong tất cả các khóa của thầy, thầy có ôn lại kiến thức lớp 10, lớp 11 nhé. Những phần chắc chắn thi. Đấy, thế thì các em cần phải lưu ý là trong những khóa thầy có ôn lại kiến thức lớp 10, lớp 11 những phần chắc chắn thi. Và năm nay thì kiến thức lớp 10, lớp 11 nó chỉ chiếm khoảng độ từ 10 đến 20% thôi. Và bởi vì như vậy, thế nên là cái việc mà học phần nào thi, phần nào không thi rất là quan trọng với các em. Đấy, thì chỉ có học thầy rồi, thầy với kinh nghiệm luyện thi offline khá nhiều năm thì thầy đã biết được là phần nào thi, phần nào không thi. Trọng tâm thôi các em nhé, chứ không phải là coi như thầy đọc đề đâu, nói thế là hơi chém gió. Thầy chỉ biết là phần nào trọng tâm thi, phần nào trọng tâm không thi. Thì như vậy thì thầy gọi giúp đỡ cho các em nhá. Đây mình có này. Anh CH3 COH là vẫn bị điện ly này. Vứt này, NaOH điện ly này, HCl điện ly này, không điện ly là B, glucose. Thấy chưa? Điện ly các axit bazơ. Được chưa? Muối, nước. Ở đây có bạn Mông Sinh bảo thầy cho file đề sớm đi tầm ăn sáng thì thầy để có thời gian làm. Ok. Ok. Sáng mai nhá. Sáng mai thầy sẽ cho này. Sang câu số 5. Cô chưa đọc được tên này. Bạn 4 là có bạn Vượng trả lời đúng, Tài Anh trả lời đúng này, Nhan Huynh trả lời đúng này, Trần Miền trả lời đúng này, Nguyễn Thu Hà đúng, Phạm Việt, Hoàng Việt đúng. Rồi mình sang câu 5. Thầy đọc 5 nhé. Lục Trung Đức. Uầy. Lục Trung Đức lớp 11 mà đã trả lời câu 5 này. Rất tốt. 5 Nguyễn Tiến Vượng, Trần Miền, ba bạn. Khẩn trương nào các em comment đáp án là nhanh tay nào. Thầy lấy bạn Trúc Thanh ok 5. Nguyễn Trà My nhanh quá, bình tĩnh. Trường hợp chất nào sau đây thu được polyvinyl clorua? Thế nó đi từ vinyl clorua kìa. Vinyl clorua đây. CHCl. Thế thì trường hợp nhiệt độ áp suất xúc tác học này là coi như vừa ôn ở lý thuyết luôn. CH2 CHCl. Các em nhanh tay giúp thầy xe lại về tường nhá, xong rồi tác các bạn các em vào trong video live stream nhá. Đây là như vậy là các em đã giúp đỡ thầy rất khá nhiều rồi. Bởi vì chỉ có như vậy thôi thì các bạn của em mới biết được đến thầy nhiều hơn và từ đó thì các bạn mới có thể mà học giỏi bộ môn hóa hơn. Đấy là cái mong muốn của thầy. Đúng không? Thế đó. Nào, mình tiếp tục nhá. Sang câu tiếp theo. Câu số 6. Kênh YouTube của thầy Công Danh à? Kênh YouTube thầy em lên YouTube anh oánh Minh Mili này ra luôn. Câu 6 nào. Câu 6 các em cùng comment một lúc xem. Câu 6 cho đáp án là 6 bạn Lục Trung Đức lớp 11 chưa học. Ok, tiếp tục nào. Câu số 6 đáp án gì? Câu số 6. Thế là câu số 5 này chúng ta lập trùng hợp polyvinyl của clorua thì chắc chắn em biết chọn đáp án đúng, chúng ta đáp án A rồi nhá. Giờ thì đang đợi câu số 6. Câu số 6 dung dịch amin nào sau đây không đổi màu quỳ tím sang xanh? 6 Thủy Nguyễn 6C này, Vũ Nhi 6C này, Đức Sơn ok em. Thủy Nguyễn 7C này. Từ từ em ơi, 6, chúng ta đang ở câu số 6. Chúng ta đang ở câu số 6 nhá. Dung dịch amin nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím sang xanh rồi. Dimethylamin CH3NH3 thằng này xanh lè. Vứt. Methylamin CH3NH2 thằng này xanh lè. Vứt tiếp. Benzinamin C6H5CH2NH2 thằng này cũng xanh lè. Vứt tiếp. Anilin C6H5NH2. Chú ý nhá, anh anilin không làm đổi màu quỷ tiến sang xanh. Các em phải cực kỳ lưu ý phần này cho thầy. Ok. Đình Đành đúng, Nguyễn Thái Dương đúng, Trần Hồng Minh đúng. Rất tốt. Hành Vi đúng. Rất tốt. Đấy, các em comment liên tục. Các em phải comment liên tục đáp án xuống. Đây, để thầy biết được là bạn nào đúng, bạn nào sai. YouTube của thầy là Minh Myelin, đúng như tên Facebook luôn. Nha các em, chỉ cần oánh lên YouTube Minh Myelin sẽ biết được channel của thầy ngay. Tất cả mọi video của thầy live stream, tất cả mọi video của thầy đều được up lên kênh YouTube của thầy, channel của thầy. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 7. Nào. Câu số 7. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là nào? Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là gì? Nào có giỏi vân vân tốt, cậu đọc tốt, Nguyễn Tiêm Vượng tốt. Khẩn trương nào các em. Khẩn trương nào. Hello. Cậu đọc. Nào. Nguyễn Thái Dương. Hello.
Ok, em nhìn không rõ gì à? Để đợi 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 tí thầy cho cam sát xuống một chút. Rồi chắc là rõ hơn rồi. Nha. Giờ nét căng chưa? Giờ nét căng như Sony chưa? Giờ chắc chắn là căng như Sony rồi. Đúng không? Đấy, nếu mà căng như Sony thì các em nhìn thấy nét hơn chưa các em ơi? Các em nhìn thấy nét hơn chưa? Comment một cái thầy xem nào. Các em nhìn thấy có nét hơn không? Mại học quá. Mại học quá, các thanh niên quá mại học luôn. Câu số 7, tính chất học đặc trưng của kim loại. Đặc trưng. Đặc trưng của kim loại là gì? À, nét rồi, cảm ơn các em. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại. Axit không, oxy hóa không, bazơ không, tính khử, đúng không? Kim loại nào sau đây 8C phạm hoàng tốt? Kim loại nào sau đây tác dụng rõ rệt với nước ở nhiệt độ thường? Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? Nào các em comment đáp án cho thầy xem nào. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường? Rồi nét, ok, cảm ơn các em. Rõ hơn, thank you. Chào Lục Trung Đức. Kim loại nào sau đây tác dụng với nước rõ rệt ở nhiệt độ thường? Sắt không rõ rệt, đồng không rõ rệt, bạc càng không. Natri đúng không? Natri thảm nước có thể gây nổ cơ mà. Đúng chưa? Bùm bùm bùm. Tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 9. Thầy lại tiếp tục đọc tên nha, các em comment đáp án nha. Kim Nam Jun 9B tốt. Câu đọc 8C tốt. Lục Trung Đức từ từ, thầy chưa đến câu 11. 8C Nguyễn Thầy Anh tốt. Khẩn trương nào các em comment đáp án để được thầy gọi tên nhá. Sướng danh. Trúc Thanh tốt, Nguyễn Tiến Vượng tốt. Giấm ăn là một chất lỏng có vị chua và thành phần chính là dung dịch axit acetic. Nồng độ là 5%. Nồng độ là 5%. Công thức hóa học của axit acetic là, thế axit acetic là gì? CH3COH. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Cái này có gì đâu mà không làm được, đúng không? Quá dễ. Các em làm sao cố gắng xem, làm sao lên được 200 bạn xem nào. Tối hôm nay buổi tối thứ hai, buổi tối đầu tiên đi học, mãi mới được có 170 bạn là thế nào nhỉ? Đấy, các em cùng comment đáp án. Đấy, cùng share lại video của thầy. Ok. Tiếp tục nào, câu số 10. Câu số 10 các em cùng comment đáp án nhé. Đề hydrat hóa này nhiều bạn không nhớ đâu. Đề hydrat hóa là gì? Đề hydrat hóa ethanol. Đề. Đề hydrat hóa tách nước. Ethanol đánh nào? C2H5OH. Nhà tách nước là bỏ nước đi, bỏ H2O đi. Vậy đánh C2H5OH mà bỏ H2O đi thì C2 vẫn giữ nguyên là C2. H5 cộng 1 là H6 trừ 2 còn H4. Một ô vứt đi rồi, vậy là còn CH4. CH4 loại A, loại B, loại C, đáp án đúng đáp án D. Ok, 183 bạn rồi. 187 rồi, các em xe thật mạnh lên để lên được 200 bạn, 191 bạn rất tốt. Rồi tiếp tục, acetylen thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? Ủa, kiến thức lớp 11, 191 bạn rồi. Acetylen thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây? Thuộc dãy đồng đẳng nào nhỉ? Acetylen thì chúng ta nhìn này, 1 2 3 carbon đúng không? Thế thì với đọc DM thì để sát lắm rồi. Các em nhìn kỹ không các em? Các em có nhìn thấy gì không? Câu 11. Nguyễn Minh Tân tốt, 10D chính xác, Trần Miền 11B chính xác, comment mạnh tay vào. Phạm Hoàng D chính xác, ấn làm sao cho thầy nhìn thấy là biết là em học rất chuẩn thì tách nước đúng rồi, để kiến thức lớp 11. Trần Huỳnh Trang 10D chính xác, thầy giảng kỹ, đúng rồi, thầy đang giảng cực kỳ kỹ đấy em. Hello, 197 bạn rồi. Cố lên, lên được hơn 200 bạn xem nào. Thu Mun 11B chính xác, Nguyễn Tiến Vượng 11B chính xác, đáp án đúng câu 11, chúng ta ankin là xe tách nước 170 độ C thu được ankem, đúng chính xác ankin. Rồi, đấy kiến thức lớp 11 đấy, nhiều bạn còn rộng lắm, mới được 197 không cố lên được 3 bạn nữa. Câu 12, ở trạng thái cơ bản cấu hình nào ứng với lớp ngoài cùng sau đây của nguyên tố kim loại? Chú ý, các em có muốn nghe skin không? Ở đây bao nhiêu bạn muốn nghe skin độc của thầy? Nào comment em xem nào. Bao nhiêu bạn muốn nghe skin độc comment em? Bao nhiêu bạn muốn nghe skin độc của thầy comment em ở đây để thầy dạy chúng ta một skin cực kỳ độc, không cần sử dụng đến bảng tuần hoàn vẫn có thể ngồi phòng thi ung dung làm được, rất kinh điển. Hello Hoàng Nguyễn Huy rất tốt, Vân Vân tốt, Hoàng Nguyễn Huy BB đây này, Thu Ngân tốt. Khẩn trương nào các em, comment đáp án. 199 bạn rồi, lên được 200 không? Xem có lên được 200 không nào. Chào Trọng Lê, chào Thanh Quân, chào Nguyễn Bi. Hello, 198, cứ mãi 203, tốt. Hello các em. Đấy, hôm nay chúng ta lên được 203 bạn cùng theo dõi video live stream của thầy.
rất là tốt luôn. Thank you các bạn đã và đang theo dõi video live stream. Nào, bây giờ nhìn nhá. Nhìn nhá. Chiêu kinh khủng này, 3S1. Nhìn nhá. Thì biết này, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Các em nhìn thấy cộng số E này. 2 cộng 2 cộng 6 là 10, 10 cộng 1 là 11, 11. Thầy cứ lấy 11 nhân 2 thì bằng 22. 23 thì gần tới 23. 23 thì nghĩ đến natri. Đúng chưa? Natri kim loại. Ok. Chào ăn luôn. Tiếp tục nha. 2S2P6 này. Ghi này 1S2, 2S2, 2P6. Số E 10. Đúng không? 10 neon. Anh này tương tự này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 15. 15 x 2 bằng 30. 30 gần bằng 31. 31 là phốt pho. Được chưa? Kinh khủng chưa? Kinh điển chưa? Chào Văn Mẫn. Hello các em. Đạt B. Tốt. 12A. Học sinh lớp 10 còn biết 12A. Rất tốt. Các em comment xong rồi tát tất cả các bạn của em vào trong video live stream nhé. 209 bạn có nghe thầy nói gì không? Nhanh tay giúp thầy share lại về tường xong tát tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Ở đây thầy đang chữa cái đề số 002 trong cái bộ 20 đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia của thầy. Minh Violin, bộ đề cực kỳ chất. Và ở đây thầy chữa cho tim mất gốc. Những bạn nào mất gốc, à đây là quy tắc kinh nghiệm nha Hoàng Nguyễn Huy. Quy tắc kinh nghiệm do thầy Minh Violin nghĩ ra. Nói em cứ mặc định như vậy. Thầy có rất nhiều quy tắc kinh nghiệm kinh khủng. Nên là những bạn nào mà muốn biết những skin khủng của thầy chỉ có lên đây xem thầy live stream, xem lại video live stream thầy, chắc chắn em sẽ nhận được những skin cực kỳ kinh khủng. Trong phòng thí nghiệm isoaminacetate, dầu chuối được điều chế từ phản ứng. Ai bạn thích ăn chuối, thầy tuổi khỉ nên thầy cực kỳ thích ăn chuối các em ạ. Được điều chế từ phản ứng ethyl hóa giữa acid carboxylic và ancol, nguyên liệu chính để điều chế isoaminacetate. Thế phải biết isoaminacetate là gì? CH3COOCCC. Tối hôm qua mới học đấy. 5 carbon anh này đúng không? Vậy nó phải đi từ gì? Acid acetic, CH3COH và ancol isoaminlix. Đây. Và mình mở xem bên này mình xem nhá. Skin cực kỳ kinh. Acid acetic và ancol isoaminlix. Đúng rồi. Ancol isoaminlix xúc tác phải là H24 loãng, không thể đặc được. Giống ăn acid acetic phải là H24 loãng. Vậy đáp án đúng mình đáp án. À, được chưa? Tiếp tục nha, thank you. Tiếp tục nào các em. Học cực kỳ trâu, học cực kỳ chất. Óp thầy dạy vào thứ 7 nhá Trần Miến. Thứ 7. Thứ 7 khai giảng. Câu 14 nào các em. Như các em biết đi, hiện tại thầy đã chuẩn bị mở một cái lớp mà lấy lại kiến thức từ đầu cho học sinh 2K1 mất gốc ở tại địa chỉ số 66 Trần Đại Nghĩa. Những bạn nào mà muốn tham gia lớp óp của thầy hoàn toàn có thể inbox cho trực tiếp cho thầy hoặc là liên lạc với số điện thoại của thầy để mà các em cùng có thể biết đến thầy, để cùng có thể đến học offline tại đây nhá. Câu 14. 14 hơi mờ á. Đây thì chỉnh lại xem nào. Câu 14, phát biểu nào sau đây là không đúng? Thủy phân saccharose trong môi trường axit thu được glucose và fructose. Sac thì được tạo bởi từ alpha glu và beta fruc. Vậy thủy phân thu được glu và fruc chính xác, nhưng chú ý ở đây là không đúng à. Nhá, đừng có tội A. Tội A là vứt đi đấy. Được chưa? Tiếp tục này. Trong nước brom khử glucose thành axit gluconic từ từ ăn tô. Brom tính oxy hóa. Đúng chưa? Thì brom phải là oxy hóa glucose chứ không phải là khử. B sai. Trong phần tử carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chất kerosin, chính xác. Glu và fructose là đồng phân cấu tạo nhau, chính xác. C6H12O6. Vậy sai là B. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Đây thầy nhìn thấy có khá nhiều bạn comment đúng. Nguyễn Trà My này, Vân Nhi này, hello Hoàng Nguyễn Huy này, vân vân, rất nhiều bạn thầy nhìn thấy rồi. Các em cứ comment đáp án đi, thầy sẽ đọc tên cả em lên trên này. Trúc Thanh rất tốt, thầy thấy Trúc Thanh comment từ buổi tối đến giờ. DT Hải Yến rất tốt các em. Hello, mình tiếp tục nhá, sang câu 15. Sang câu 15. Những bạn nào comment đáp án câu 15 đầu tiên à, để thầy gọi tên. Gọi tên em trong đêm. Đúng chưa? Hello Nguyễn Thái Dương, đúng rồi, B, B, Trần Miền chính xác. Trương Lâm nào, 15B, để xem nào. Đỗ Ngọc Cường hóa chính xác rồi, thầy đang cày hóa đấy. Nếu nó ghi là oxy hóa thì là đúng, đúng rồi. Chỗ này phải sửa là oxy hóa thì mới đúng. Rất tốt. Câu 15. Các em ơi, đến câu 15 rồi đấy. Vậy là chúng ta chỉ còn khoảng độ tầm 17 câu nữa thôi. Các em comment thật mạnh mẽ lên. Thầy vẫn thấy comment yếu lắm. Thu Moon, rất tốt, chính xác đấy. Hello, thầy chữa nhé. Câu 15 cho miếng sắt nhỏ. Sắt nhỏ là Fe.
FE thì ăn được HCl nhỉ, tạo thành FeCl2 cộng với hydro. FE không thể tan trong dung dịch kiềm, nhớ nhé, FE không tan trong dung dịch kiềm vứt. FE không tác dụng với NaNO3 đâu. FE tác dụng với sắt 3 này, có. Thế thì tí FE này cộng với FeCl3 để tạo thành FeCl2 nhá. Được chưa? Bởi vì này, nó có cặp này này. Cặp này hay thi lắm. Sắt 2 cộng trên sắt sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Thế thì mình có cái quy tắc alpha này. Sắt 3 cộng nuốt sắt để tạo thành sắt 2 cộng. Các em lưu ý nhá, cái này rất hay thi. Được chưa? Hello. Ô sao lại tự nhiên lại tụt thế này? Ở đây mình có, vậy đáp án đúng của mình số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là có 1 và 2 thôi. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 16 nào. Thủy phân không hoàn toàn. Câu 16 đáp án gì bây giờ này? Câu 16 đáp án gì đây? Khẩn trương nào các em, comment đáp án thầy nhìn nào. Thầy đang chờ đợi đáp án từ tất cả các bạn và các em. Hello. Thầy đang bị chặn rồi các em. Thầy đang bị chặn rồi. Buồn quá đi. Câu 16. Thủy phân không hoàn toàn pentapeptide X mạch hở. Thu đồ hỗn hợp sản phẩm trong đó có. Ui câu này hay này. Nhìn nhá, bởi vì thằng peptide của chúng ta ấy, thì nó sẽ bị phân biệt thứ tự trước sau. Trương Lâm, Hoa Vũ, Trọng Lê Trí, các bạn đều đang chọn đáp án D. Không biết là D có đúng hay không nhỉ? Nguyễn Tài Anh thì thấy rất đông bạn chọn đáp án D. Bởi vì các em lưu ý nhé, các cái thằng peptide ấy, thì là nó ưu tiên theo thứ tự, sắp xếp đúng theo thứ tự. Thế chúng ta cần phải đúng theo thứ tự này. Đầu tiên là ala đứng trước cờ ly này. Thấy nhìn này, ala đứng trước cờ ly được. Ala đứng trước cờ ly được. Vậy thỏa mãn bọn này có thể ra được anh ala cờ ly. Hai thằng ala đứng cạnh nhau này. Thế mình có này. Ở đây hai thằng ala đứng cạnh nhau rồi. Hai ala đứng cạnh nhau cũng được. Và cuối cùng nó phải là gì? Gly ala. GGA. Thằng này chỉ có GG thôi, không qua. Vứt. GGA, anh này có, thỏa mãn được. GGA, anh này có, thỏa mãn được. GGA, anh này có, thỏa mãn được. Được chưa? Thế thì bây giờ chú ý này. Pentapeptide thì được tạo bởi từ 5 gốc alpha amino acid. Phải là 5 gốc. 1, 2, 3, 4, 5. Thằng này thỏa mãn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vớt. 1, 2, 3, 4, 5. Ơ thì hai này giống nhau. Giờ xem nhá. Xem kỹ nhá. Ala gly này. Ala gly này. Ala ala này. GGA này. GGA được. Tiếp tục này. Ala gly này. Ala ala này. GGA này. Vẫn được. Thế vậy, ở đây, đáp án đúng chúng ta đáp án gì đây? Câu này cũng xoắn phết nhỉ? Nào, nghe vẻ mệt mỏi đó. Thầy nghĩ rằng là câu này khả năng cao là bị sẽ đề. Thầy nghĩ vậy. Câu số 16. Đúng không? 18C. 16 cơ mà. Ala gly này. Gly GGA này, GGA này. Ala đứng trước gly. GGA, đúng rồi, câu này đáp án đúng, chúng ta phải đáp án B và C. B và D. Thế nhưng thôi chúng ta cứ coi như là vậy là mình chọn đáp án B và D là đáp án đúng đi. Ở đây phải là B và D đều đúng. Câu 17. Phần trước. 17 nào các em. 17 nào các em. Cho 9,2 gam glycerol tác dụng với natri dư. Đáp án E, đúng rồi, chính xác. Hùng Bin chờ. 17. Cho 9,2 gam glycerol tác dụng với natri dư. Glycerol có nhớ công thức không? C3H5OH tất cả 3 lần. Tìm được số mol nhá, 9,2 này, chia 92 bằng 0,1. Tác dụng với natri dư thì thu được này. C3
H5ONA 3 lần cộng H2. Được chưa? Vậy đây mình có ấy, 3 natri này, 3 phần 2 hydro này, 0,1 thì đầu này là bằng 0,15. Vậy thì tìm được thể tích bằng 0,15 nhân 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án C. Ok, không biết. 17C chính xác, rất tốt. Ngọc Minh Vũ Hoàng rất tốt các em. Wow, có rất nhiều bạn đã comment. Dương Quân chính xác, Nguyễn Hương Lý chính xác, Cậu Độc chính xác, Trần Tuấn chính xác. 17, có xác lại 17D. 17C chứ đúng không? Phản ứng xảy ra hoàn toàn tác dụng natri dư. Câu 18 à? 18 à? Các em cũng comment đáp án câu 18. Cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng dung dịch là mát là liên hiệu ở nhiệt độ thường. Những bạn nào mà muốn tham gia cái khóa học livestream thầy thì hoàn toàn có thể inbox cho cô Ngọc Anh Việt Jack ở bên trên nhé. Ở đây thầy có hợp tác với Việt Jack để tổ chức một cái khóa học là khóa học livestream giải đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Năm 2019, chết dậy nhiều quá. Các em yên tâm là chắc đợt này là thầy đang rảnh rảnh nên là thầy ngoi lên thầy livestream cho các em một khoảng thời gian. Sau đó một khoảng thời gian thầy lại lặn xuống nhé. Sau một khoảng thời gian thầy sẽ lại lặn xuống ấy. Nên là các em cần lưu ý. Một khoảng thời gian nữa là thầy lặn mất ấy. Thầy lại mất tích ngay. Nào. Câu 18. Số chất 18, số chất trong dãy cho các chất trong dãy chất sau. Đúng không? Số chất trong dãy tác dụng dung dịch là hoạt là loãng ở nhiệt độ thường. Mình lưu ý từ nhiệt độ thường. Từ nhiệt độ thường thì nó quyết định khá nhiều thứ. Đúng không? Ở đây mình có này. CO2 tác dụng là hoạt nhiệt độ thường thì cũng chính xác. CO thì không, nó oxit trung tính. SiO2, câu này tranh cãi nhiều. Nó phải ở NaOH đặc nóng cơ. Không. NaHCO3 có, anh này lưỡng tính, do HCO3 lưỡng tính. N4Cl có. Để tạo thành khí mùi khai. Vậy thì có 1, 2, 3 anh. Đáp án đúng đáp án. À. Ok. Câu 19. Câu 19. Thủy phân hoàn toàn. 166 bạn đang theo dõi video stream. Mời giúp thầy những bạn nào mà chưa xe lại về tường thì giúp thầy xe lại về tường nhá. Để tối mai thầy lại còn có sung sức hơn để thầy còn có thể live stream cho các em. Đấy, tối mai mình lại live stream tiếp. Đúng không? Mình lại chưa đề 003. 8,8 gam metin acetat. CH3COOCA5 thầy đang tranh thủ cái đợt mà thầy rảnh rảnh. Hôm nay thầy chữa 32 câu em ạ. Tối nào thầy cũng chữa 32 câu bởi vì đây là thầy chữa dành cho team mất gốc nên thầy chữa khá là chậm và dành cho 32 câu. Chứ còn nếu mà thầy mà chữa cho team offline của thầy thì thầy chữa nhanh lắm, nhanh vù vù, các bạn học rất là kinh. 1,5 nhân 0,1 bằng 0,15. Sao mà đúng hoàn toàn cô cạn được mở cho đắn khan, vậy nó là CH3COOK. Đúng chưa? Thế thì ở đây thầy có là theo thằng hết đây 0,1 0,15 thì 0,15 lớn hơn 0,1. Nên chắc chắn là 0,1 này hết này. Vậy là chỗ này 0,1. Và điều này dẫn đến một điều là cao mắt dư. Rất nhiều bạn quên. Cao mắt dư. Và do cao mắt dư nên đầu này sẽ là gì nhỉ? 0,15 trừ đi 0,1 bảo bằng kali mà thì bằng 0,05. Thế vậy do anh này là 0,05 đúng không? Do anh này là 0,05. Vậy đến đây là thầy tìm được ngay rồi. Khối lượng M gam chất rắn bằng 0,1 nhân bằng con đơn 15 cộng với lại 44 cộng 39 cộng với 0,05 nhân 56 bằng 10,08 gam. Thầy ấn nhầm hay sao nhỉ? 0,1 nhân bằng con đơn 15 cộng với lại 44 cộng 39 cộng với 0,05 nhân 56 bằng 12,6 gam. Đáp án đúng đáp án A. Thầy bấm nhầm chỗ này đấy các em ạ. 19 này, rất tốt. Vũ Nhi tốt. Dương Hồng Quân đô tốt, chết rồi. Thủy Nguyễn ơi, hơi nhầm tí. Thủy Nguyễn bấm lại xem. Nhan Minh hỏi là không chịu mấy câu cuối. Có câu cuối thầy có đáp án giải chi tiết, thầy sẽ up lên ngay sau khi thầy live stream. Trọng Lê 19A chính xác, Sơn Nguyễn chính xác, Nguyễn Thái Dương chính xác, Lục Trung Đức chính xác, Lê Thảo Ly chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu số 20. 143 bạn đang theo dõi, comment đáp án thật mạnh mẽ lên nào. Nào, câu 20. Cho dãy các chất sau. Cho dãy các chất sau. Số chất trong dãy phản ứng trắng gương. Thế thì mình nhớ trắng gương. Lưu lại này. Trắng gương là gì? Rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này. Trắng gương là nó phải làm sao? Sinh ra bạc. Tương đương với những thằng nào sinh ra bạc? Những thằng phải có nhóm chó và những thằng có dạng HCOO R phải. Glucose có chó. Metin format HCOO
CH3 thuộc dạng HCl rồi phải có vanillin acetat CH3COO CH nối đôi CH2 không. Acetaldehyde CH3CHO có. Vậy thì có 1 2 3 chất. Đáp án đúng đáp án A. Và Tiên Dương tất cả các bạn comment đáp án A từ nãy đến giờ. Hoàng Nguyễn Huy, Lê Thảo Ly, Thu Moon, Bảo Dương, Dương Hồng Quân, Minh Nhây, Đức Thịnh, Minh Nhây, Phương Lê, Minh Nhây. Các ơi các em comment đáp án thật nhiều xuống đây. À, bây giờ thầy sẽ đọc tên tất cả những bạn nào comment đúng từ đầu đến giờ nhá. Thầy sẽ sướng danh để chuyện này hết. Các em comment đáp án, những bạn nào đúng sẽ được thầy tuyên dương, những bạn nào mà trả lời không đúng cũng được thầy tuyên dương, bởi vì một lần sai là một lần nhớ. Một lần sai là một lần nhớ mà. Đúng cũng được tuyên dương mà không đúng càng được tuyên dương hơn. Như thầy Minh bảo là đúng thì vui, nhưng mà sai thì còn được vui hơn nữa cơ. Câu 21 này. 21. Cho 2,24 lít acetylen, lục trung Đức tốt đấy nhờ. Lục trung Đức chắc chắn là về team của thầy thì sau này em còn cũng hơn nhiều. 21 22,4 lít khí acetylen. Acetylen là CH2, số mol là 0,1. Tác dụng với AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3. Trong phản ứng hoàn toàn thu được 1 gam chất rắn. Thế chú ý đây là cái phản ứng gì? Đây là phản ứng thế hiđro linh động của anh acetylen. Anh acetylen có hai anh hiđro linh động sẽ bị thay thế để tạo thành AgC nối 3CAg. Hay thì viết tắt số mol là 0,1, hay viết tắt là C2 AG2. Vậy thì tìm được khối lượng bằng 0,1 nhân bằng một đơn 24 cộng với 108 nhân 2 bằng 24 gam. Và đáp án đúng chúng ta đáp án A. 21 đáp án A. Tuyên Dương bạn Lục Trung Đức, Thu Mun, Đức Thịnh, Dương Hồng Quân, Nguyễn Tiến Vượng, Trọng Lê, Hiền Nguyễn. Không biết. Đấy, thấy rô bay nhảy chính xác. Phương Lê chính xác. Câu 22. Xong câu 22 này chúng ta chỉ còn 10 câu nữa thôi các em ạ. Đấy, chỉ còn 10 câu nữa thôi là phải chào tạm biệt thầy rồi và hẹn gặp lại. Và nhớ lịch tối mai chúng ta live stream. Tối mai thì chắc chúng ta live stream vào lúc 20h30 nhá, thầy cứ dặn trước vậy. Tối mai khả năng cao chúng ta live stream vào lúc 20h30. Các em nhớ theo dõi, đón chờ thầy, đón chờ thầy Minh Minh với những cái chiều giải cực kỳ dị và cực kỳ nhanh. Nào, mình sang câu số 22. Các em comment đáp án nhá. Các em phải comment đáp án xuống đây đấy, để tí nữa thầy còn đọc tên các em lên bên trên này chứ. Thì em thấy check một chút. Ui, mãi mới được có 292 lượt xe thôi các em. Sao hôm nay xe ít thế nhỉ? Hôm nay như xe hơi ít. Hôm qua được gần 500 xe. Sáng nay thì nhìn lại hôm nay là hôm qua được gần 500 xe. Tối mai thì em có thể xe là live stream mà. Hay ai thể live stream tối nào thì live stream hết. Trong một tuần liền. Thể live stream chữa 7 đề rồi. Câu 22. Amino acid X. Dạng alpha. Ui dồi ôi. Thề với các em. Đứa nào mà học thầy nhé. Làm con này nhanh cực. Thế chỉ chiêu cho mà làm. À, đây. Glycine 75. Alanine 89. Valin 117. Lysine 146. Acid glu. Đứa nào không biết thì lưu lại. 147. Lưu lại đấy. Lưu lại về tường đấy. Lưu lại vào vỏ cho thầy. Thì như vậy em nhớ được làm nhanh lắm. Amino acid A, phân tử khối 89. Vậy nó là gì? Alanine. Dạng alpha nhé. Alpha là gì? Alpha amino acid là nhóm NH2 và COH cùng đính vào một carbon. Anh này không đính một carbon, vứt không phải alpha. Anh này đính một carbon này. Alanine này, bấm thấy 89 này. Được này. Este của X. Đấy, thế mà là CH3NH2CO. Được chưa? Phân tử khối 117. Valin. Và V, V5 carbon. 1, 2, 3, 4, vứt. V phải có 5 carbon. Tại sao biết được V có 5? V là số la mã. Số la mã V là 5. Được chưa? C nào. Alanin rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng, đáp án C. Dề loại. Ok. Bằng bao nhiêu 108 nhá. 22 nào, thầy tuyên dương tất cả các bạn. Thu Môn, Thủy Nguyễn, Đức Thịnh, Dương Hồng Quân không biết, Nguyễn Văn Hưng, Lê Thảo Ly. Thầy vừa nói đấy. Có em Lục Trung Đức ạ. 12 thầy chuẩn bị có lớp khai giảng đấy. Lục Trung Đức mà ở Hà Nội thì có thể đến cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa. Còn Lục Trung Đức mà ở xa thì có thể theo học cái lớp live stream nhá.
Câu các em ơi, thầy hỏi chút là các em nghe thầy giải có hiểu không nhỉ? 100, lúc nãy là hơn 200 bạn, bây giờ còn 125 bạn, chắc 75 bạn kia đi ngủ mất rồi. Bạn ấy đi ngủ thì mình học, trong lúc bạn ngủ thì mình mới khủng. Thế thì các em ơi, thầy hỏi tí là bây giờ thì các em từ nãy giờ nghe thầy giảng có hiểu không? Thầy có giảng nhanh quá không? Những bạn nào mà thấy thầy giảng hiểu thì gọi dạ bảo vâng thầy nghe cái, để thầy còn biết đường để mà thầy còn giảng cho các em sau này và các buổi về sau nữa. Là các em nghe thầy giảng các em có hiểu không nhỉ? Hello, những cái bạn mà đã xem video live stream thầy, đã xem video live stream thầy, các em nghe thầy giảng có hiểu không? Ôi, cảm ơn Minh Nhây, cảm ơn Dương Hồng Quân, cảm ơn Đức Thịnh. Hello. Có hiểu này. Rất nhiều bạn bảo với thầy là có hiểu các em ạ. Rất cảm ơn các em đã theo dõi và ủng hộ thầy. Thầy stream hết. À, cái nào chưa học được rồi. Ok, tiếp tục nhá. Câu 23 nào. Các em cùng comment đáp án câu 23 xuống đây nhá. Xong rồi là dạng này tầm đấy, thầy dạy cho chúng ta từ mức gốc lên đấy 7 hoặc 8 điểm đấy. Thầy đang dạy phần này để cho chúng ta từ mức gốc lên 7 hoặc 8 điểm, chủ yếu thầy đang trọng tâm vào lý thuyết. Ok. Cảm ơn Nguyễn Học Kiên, thầy sẽ nói chậm hơn. Rồi. Ok, thế thì những bạn nào mà hiểu nhá thì đến lớp xong bảo với tất cả các bạn của bọn em là cứ buổi tối bật live stream lên theo dõi thầy, nhớ follow thầy nhá. Ok, những bạn nào mà hơi khó hiểu chút thì em share lại về tường, xong rồi là buổi sau các em có thể bật lại live stream với em xem lại. Ok, thầy sẽ nói chậm một chút. Cho các thí nghiệm sau, thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Ô, đây là hóa môn thi luôn Vân Anh. 23 nào. Nhỏ dung dịch Na2CO3 và dung dịch BaCl2 nó tạo thành gì? BaCO3 cộng NaCl. Cái tủa đấy. Để có phản ứng nhá. Na3 và dung dịch HCl thì tạo thành Na4Cl. Có phản ứng nhá. Sục khí CO2 và HNO3 không phản ứng. Nhỏ Na4Cl và NaOH thì tạo thành Na3 cộng NaCl, khí mùi khai. Được chưa? Vậy mình có 1 2 3. Đáp án đúng đáp án C. Xem nào. Số đi nhầm. 3 là B. Lỗi. Cậu đọc chính xác. Hiền Nguyễn, Đức Thịnh, Đình Thành, Lục Trung Đức, Nguyễn Văn Hưng, Lê Thảo Ly, Thanh Tú, Hiền Nguyễn, Nguyễn Hương Lý, Nguyễn Tài Anh là những bạn đã comment đáp án đúng. Rất tốt. Rất tốt. Rất cảm ơn các em đã ủng hộ này. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 24. Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong dịch nào hoạt đun nóng thu được sản phẩm gồm 2 muối và 1 ancol. Chú thứ hai chú ý nhé. 2 muối và 1 ancol. Các em cứ liên tục comment đáp án xuống dưới này. Được chưa? Còn lại việc chữa là việc của thầy. Và tí nữa thầy sẽ đọc tên những các bạn mà trả lời đúng. Lạc quan. Em biết không, thầy vừa đi dạy lớp offline về đấy. Những hôm nào mà thầy phải dạy lớp offline thì thầy sẽ live stream muộn. Những hôm nào mà thầy không phải dạy lớp offline thì sẽ live stream sớm cho các em. Nhá. Các em phải thông cảm với thầy, thì thầy còn phải dạy cả lớp offline nữa. Dạy online, dạy live stream này thì là làm vì đam mê thôi. Vì đam mê thôi chứ không. Vì đam mê, vì muốn giúp đỡ các em nên là thầy mới live stream cho các em ấy. Nên là các em chú ý. Cái việc mà các em làm cho thầy vui nhất đó là khi mà các em comment thật nhiều đáp án, và là các em chia sẻ những cái video live stream thầy đến tới với các bạn. Bởi vì khi mà một người thầy live stream thì cũng giống như tâm lý của thầy thôi. Thầy dạy off khá là đông như em biết rồi. Thì khi mà thầy live stream thầy cũng muốn là thật nhiều bạn biết đến thầy. Đấy, để các em giúp đỡ thầy nhá. Este ứng với công thức cấu tạo nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn thu được 2 muối và 1 ancol. Chúng ta nhìn này. Anh ấy thu được muối CH3CONa C2H5OH. Thế thì một muối này, hai muối này, nhưng ancol anh này tạp chức không được. Được chưa? CH3CONa này. Anh này lại thu được một aldehyde. Thằng này thu aldehyde. CH3CHO. Vứt. Một muối CH3CONa này. Muối thứ hai C6H5ONa này. Anh này là tạp chức. Đúng chưa? Anh này là tạp chức. Một
ancol xe 3W. Được chưa? Một ancol xe 3W này. Thằng này không được hai muối, thằng này là chỉ một muối thôi. Đấy, khó khăn không? Thế giờ chúng ta phải chọn đáp án nào? Chúng ta chú ý nhá, nhìn lại này. B loại rồi. Anh này thu được hai ancol. Sorry, một ancol và một muối loại tiếp. Vậy chỉ còn A và C. Chúng ta nhìn nhá. Anh này là muối này C3CONA này. Một ancol là C2H5OH này. Đúng chưa? Anh này anh nửa muối nửa ancol. Thằng này thu được hai muối. Thằng này chắc chắn CONA cũng là muối nữa. Đúng chưa? Vậy là ba muối à? Vậy loại C, đáp án đúng chúng ta đáp án A. Một muối này, hai muối này, một ancol này. Hai từ đáp án này. Chính xác. A à đấy. Nhiều bạn đi câu này đấy. Từ nãy giờ 24 nào. 24 chưa bạn nào là đúng. Sơn Nguyễn đúng. 24, wow. Wow, nhiều bạn comment 24 lắm. 24 ở tranh cãi nhiều lắm. 24. Đây, chắc chắn nhiều bạn chết rồi. 24, Nguyễn Đương Lý đúng. Nguyễn Đương Lý đúng. Minh Nhây đúng. Thầy vẽ lại cho ta nhìn nhá. CH3COONA này. Cộng với lại này. HO này, CH2 này, CONA, thằng này là muối, hai thằng này đều muối. Và C2H5OH, nhiều bạn bị chết con này chưa? Đây thầy vẽ này cho các em nhìn đấy. Thầy vẽ cho các em nhìn. Đây này. 24Ia. Được chưa? Hiểu chưa? Các em hiểu không? Các em hiểu không? Hai muối một ancol. Tiếp tục nha. Câu 25. Hiểu chưa? Chưa thấy đứa nào comment. Câu 25 loát được chưa nhỉ? Câu 25. Chất X, Y, Z lần lượt là. Chất X, Y, Z lần lượt là. Khó đấy. Đúng rồi, cái thứ hai cũng là muối. Chính xác. Benzinamine. X, Y, Z lần lượt. Chúng ta chú ý này. X không đổi màu quý tím. Y không đổi màu quý tím. Và Z cũng không đổi màu quý tím. Mình nhìn này. Thằng này không. Ba thằng này không. Ba này không. Ba này không. Chất X không có kết tủa. Có nghĩa là không tác dụng AgNO3 trong NH3. Không tác dụng AgNO3 trong NH3 chứng tỏ không trắng bạc. Tất cả bọn này đều không. Benzinamin, anilin, glycin, anilin đều không. Đúng rồi. Thầy xóa đấy. Nếu các em không theo dõi kỹ là bị ẩn đi. Thực ra cũng không hẳn là xóa đâu, thầy vẫn để yên nhưng mà bị ẩn đi đấy. Facebook dạo này kinh khủng. X mất màu cái tuổi trắng. Anilin mất màu cái tuổi trắng. Glycin không? Vứt. Benzinamin có. Được chưa? Y kết tuổi bạc. Glucose có. Fructose có. Nhưng mất màu đồ brom. Y mất màu đồ brom. Glu có. Fructose không. Z không đổi màu, kết tủa bạc, không mất màu. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Wow, rất nhiều bạn comment đúng. Câu đọc chính xác. Thủy Nguyễn, Trung Hồng, Đức Thịnh. Đức Thịnh bị nhầm chút tí. Tuyên Dương và Đức Thịnh. Báo Dương, Nguyễn Tiến Vượng, Trần Đồng Minh, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Hải Sơn, Trịnh Dương, Nguyễn Trà My, Nguyễn Thị Trà My. Tất cả các bạn đều đang làm khá là đúng. Ok. Tiếp tục sang câu 26, khó hơn tí. Tất cả mọi thắc mắc các em hoàn toàn có inbox cho thầy, thì có giải đáp cho các em sau buổi live stream này. Câu 26, thực hiện phản ứng ethyl hóa M ga hỗn hợp gồm ethanol, axit acetic với hiệu suất phản ứng đạt được là 80%. Xem nhá. Axit acetic là CH3COOH cộng với ethanol là C2H5OH để tạo thành CH3COOCH5. Những bạn nào muốn đăng ký khóa học live stream của thầy cực kỳ chất lấy gốc môn hóa học. Lấy gốc hóa học lớp 12 từ hữu cơ thì em hoàn toàn hãy inbox cho cô Ngọc Anh Việt Jack. Dạo gần đây thầy sẽ liên kết với bên Việt Jack để thầy sản xuất một khóa live stream. Nha, có những bạn nào mà muốn bứt tốc nhanh ấy thì có thể đăng ký khóa học online thầy. Với những video đã quay sẵn thì em inbox cho thầy để được nhận được khóa học, để đăng ký khóa học nha. Ok. Hiệu suất phản ứng 80%, 0,8. Thu được 7,04 gam ethyl acetate. 7,04 ethyl acetate là chia cho 88 đây anh này. Thì bằng 0,8. Thế có dòng phản ứng.
Sorry, thầy có vòng ban đầu, phản ứng và sau. Thế thì sau đây, 0,08 rồi. Được chưa? Thế mà MX sau tác dụng với NaHCO3 dư, vậy điều này chứng tỏ trong X này có CH3COH dư. Mà tác dụng với NaHCO3 thu được 3,36 lít khí. Vậy là CH3CO... Thì chết rồi, thầy vứt lên đây tí cho chúng ta nhìn. CH3COH dư thì đớp nhau với NaHCO3 thì nó tạo thành CO2, số mol CO2 bằng 0,15. Suy ra số mol CH3COH dư bằng 0,15. Được chưa? Vậy anh này dư sau phản ứng là 0,15. Vậy do này, anh này 0,08 mà bắt đầu bằng 0, vậy suy ra số mol phản ứng bằng 0,08. Suy ra số mol CH3COH phản ứng là 0,08. Suy ra số mol ban đầu 0,15 cộng 0,08. Đúng không? Thì bằng 0,15 cộng 0,08 thì bằng 0,27. Chú ý nha, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Vậy suy ra anh này cũng bằng 0,08 này. Mình test thử xem hiệu suất này có phải bằng 80% nhá. 0,08 mà chia cho 0,27 bằng 29,629. Vậy điều này chứng tỏ hiệu suất không tính theo anh CH3COH mà hiệu suất phải tính theo anh CH5OH. Được chưa? Thế là ở đây mình tìm được số mol của CH5OH bằng hiệu suất thì bằng số mol phản ứng chia cho số mol ban đầu bằng 0,8%. Vậy thì sẽ được số mol ban đầu bằng 0,08 chia cho 0,8 bằng 0,1. Vậy thì tìm được số mol CH3COH ban đầu là bằng 0,27 và số mol CH5OH ban đầu là bằng 0,1. 0,27 nhân với lại 60 cộng với 0,1 nhân 46 bằng 2. Ô thể ấn nhầm à? Gặp câu này của anh bữa à? 15,823 đúng rồi. Thầy bấm nhầm. Mười lăm cộng với 0,08 bằng 0,23 thật. Sorry các em. 23 nhân 60 cộng với lại 0,1 nhân. Ô sao thì lại cứ bấm ra bằng 18,4 các em nhỉ? Thầy bấm nhầm đâu ấy? X tác dụng với NaHCO3. Ừ đúng rồi, chính xác. Thầy đang bị lỗi một tí, hiệu suất phản ứng là 80%. 7,04 chia cho 88 bằng 0,08 đúng rồi. Anh này 0,08 0,08 hiệu suất 80%. Số mol thằng NaHCO3 dư, vậy suy ra được số mol của thằng này bằng 3,36 chia 2,4, 0,15 0,15 cộng 0,08 thì bằng 0,23. Đúng rồi, chính xác. 0,23 0,23 mà 0,08 hiệu suất phản ứng là 8%, đây 80 này. Tính theo chất hết. 0,23 thế thì ta được là bằng 0,1 nhân 46 cộng với 0,23 nhân với 60. Để như có vấn đề, kết quả bằng 18,4. Đúng nhỉ? M gam x, m gam 1x tác dụng là NaHCO3 dư thì là axit phản ứng hết, đúng rồi. Đáp án đúng chúng ta thì bấm 18,4 gam. Đây chắc có đôi chỗ nhầm lẫn các em. Đấy chưa? Hiệu suất phản ứng là 80% à? Chắc khả năng cao ở tính theo anh này. Đúng chính xác. X chứa ethanol và axit acetic. À, có đúng. X cùng ethanol hiệu suất phản ứng. Rồi đúng rồi, chính xác. Mặt khác cho MX tác dụng. Đúng rồi. Ờ thôi chết. Lỗi, thầy đọc nhầm các em ạ. Không phải 18,4 đâu. Đúng rồi. 26 thầy đọc nhầm đề nhé. Ethanol là C2H5OH ăn với lại CH3COOH hiệu suất 80%. Thu được CH3COO C2H5. Chính xác, thank you các em. Cộng nước thì số mol của anh này phản ứng hiệu suất 80% này. Mà x này vậy là số mol của axit ban đầu, bởi x này ban đầu này bằng 0,15. Mà số mol là este sinh ra bằng 0,08.
đúng không? Ban đầu phản ứng sau 0,08, 0,08, 0,08 dựa vào hiệu suất mình tìm anh này bằng 0,1. Rồi, ok, thank you các em. 0,1 nhân 46 cộng 0,15 nhân 60. 13,6 các em ạ. Đáp án đúng đáp án này. Sorry, vừa nãy thầy tính nhầm. Thank you em. Hello. Mày thế, có bạn nhận ra được. Còn 27. 27 nhá các em nhá. Thank you bạn Nguyễn Tiến Vượng. Thank you bạn Anh Hồng. Đáp án này. Câu 27 nào em, sẵn sàng chưa? Cùng comment đáp án câu 27 nhá. Thầy sẽ chữa cực kỳ chậm cho các em. 27. Wow, đến hơn 10 giờ rồi mà vẫn còn hơn 120 bạn đang theo dõi thầy. Rất là tốt, rất cảm ơn các em đã theo dõi và ủng hộ thầy. Đấy, chúng ta live stream như thế này thì chẳng mấy chốc mà cái việc mất gốc chúng ta sẽ lấy lại được thôi. Cái việc mà đơn giản nhất khi mà cày cùng thế Minh Miolin thì chuyện mà chúng ta lấy lại được gốc là chuyện rất bình thường, rất đơn giản. Hello, tiếp tục nhá. Câu 27, các kim loại X, Y, Z đều không tan trong nước ở điều kiện thường. Tất cả X, Y, Z đều không tan trong nước. Nhôm, sắt, nhôm, đồng không tan. Magie, sắt, bạc không tan. Magie, nhôm, bạc, vàng không tan. Mỗi thằng nát đi tan, vớt. Không tan trong nước điều kiện thường. X, Y đều tan trong dịch HCl. Sắt, nhôm tan. Magie, sắt tan. Magie, nhôm tan, đúng rồi. Nhưng chỉ Y tan trong NaOH. Nhôm tan trong NaOH, đúng. Sắt không tan trong NaOH, loại. Nhôm tan trong NaOH, đúng. Z không tan trong dịch HCl. Đồng, vàng không. Nhưng tan trong dịch HNO3 loãng đun nóng. Vàng không tan trong HNO3 loãng đun nóng. Vậy đáp án đúng, mình đáp án. À, bao nhiêu bạn comment đáp án đúng? Nguyễn Văn Hưng chính xác, 26 à? 26 mà. Đây lớp 12 Dương Minh Tân nhá. Lớp 11 chuẩn bị. 26 á? Hoàng Nguyễn Duy, em ơi, tí nữa em tua lại câu 26 là được thôi. 26 vừa nãy thầy nhìn nhầm cho mặt khác cho X tác dụng với lại NaCO3 dư thì số mol CO2 đấy chính là số mol của CH3COH. Nhá. Được chưa? 27A chính xác, Thanh Tú chính xác. Dùng Quân chính xác. Mình tiếp tục nhá, sang câu 28. Sang câu 28 nào. Hợp chất hữu cơ X mạch hở. Hợp chất hữu cơ X mạch hở mà có công thức phân tử là C7H10O4 thì phân hoàn toàn. Câu 28, hợp chất hữu cơ X mạch hở thì phân hoàn toàn X trong NaOH đun nóng cùng dãy đồng đẳng axit hóa Y thu được hợp chất hữu cơ. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Ui, câu 28 này cực kỳ hay luôn. Đợi một tí cho các bạn comment đáp án sau đó thầy chữa. Câu 28 này khá là cứng đấy. Câu 28 khá cứng luôn. Thầy sẽ giải nhanh nhanh thôi, còn sau đó thầy sẽ cho chúng ta đáp án giải chi tiết để chúng ta không bị mất thời gian vô bổ nhá. Đấy, các em cùng comment đáp án nào. Đoán liệu được. Comment thật mạnh mẽ đáp án vào đây cho thầy xem nào. Đoán liệu không được nhá. Nào, khẩn trước. Hello. Đúng rồi, tí xem lại like chính xác đấy. Mạch hở công thức phân tử C7H10O4 này thì phân hoàn toàn X trong dung dịch thu được muối Y hai chất hữu cơ ZT thuộc cùng dãy đồng đẳng này. Câu này khá cứng đấy. Nào. Thầy đang chờ đợi đáp án từ các em. Thầy đang chờ đợi đáp án từ các em. Xem những bạn nào bừa, ok. Vân Anh B. Wow. Nha, chúng ta chú ý này. Chúng ta xem nhé. Thằng X là đầu tiên là C7H10O4 này. Thầy suy ra được anh này là sẽ có số liên kết pi là bằng 3. Số pi bằng 3. Nhưng nó là O4 nên suy ra pi nó gồm có 2PCOO và 1PCC. Thầy giải nhanh thôi nhá. Do Z và T cùng dãy đồng đẳng, suy ra pi CC phải dính vào Y. ZT thuộc cùng dãy đồng đẳng, suy ra pi phải dính vào Y. Được chưa? Thế vậy suy ra X chỉ có thể là CH3OOC gạch CH nối đôi CH COO C2N5 hoặc
hoặc là CH3OOC gạch C nối đôi CH2 gạch C gạch OOC2H5. Hai trường hợp đây thôi. Phân tử E có số nguyên tử hydro bằng phân tử oxy. Acid hóa thì thu được E. Thế thì acid hóa thì thu được E, thì E chúng ta là HOOC gạch CH nối đôi CH gạch HOOC. Mình nhìn lại 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 chính xác. E số nguyên tử hydro bằng số nguyên tử oxy. Tao đừng đọc bạn này. Đấy. Thầy giải hết Dương Minh Tân nhé. Câu 29 à? 29. Đấy, rất nhiều bạn trả lời sai. Câu 28, 28 đáp án đúng của mình là đáp án C. Nguyễn Đại Dương chính xác. Lưu lại video lát thầy like xong em có thể xem lại chính xác. 28 nhiều bạn trả lời sai lắm, rất tốt. Đấy, phải thi thoảng có một vài câu sai này thì mới biết. Pi 3 bởi vì là C7H10O4 em. Chúng ta có công thức tính pi nhé. Câu 29. 29. Hòa tan hoàn toàn 15,48. Hòa tan hoàn toàn. Ôi Thịnh, sao đấy em? Ôi tôi chết. Đúng rồi, phát biểu này bỏ là số phát biểu không đúng. A đúng. Nhầm. Thầy bị bắt lé đấy. A đúng chứ. X qua 2 đồng phân cấu đạo. C đúng. ZT là cô non đơn chức. Đúng. Sai là E tác dụng brom. C đúng thì là 1, 1, 2. B. Thank you bạn nào nhỉ? Thank you bạn nào vừa nhìn. Thank you bạn Đức Thịnh. Cảm ơn bạn Nguyễn Tài Anh. Đúng rồi, cảm ơn Đức Thịnh. Cảm ơn Trịnh Dương. Không đúng. Thank you các em. Chính xác, không đúng phải đáp án B. A, C, D đều đúng. Cảm ơn. Mặt tình thế. Mày thế, ông thầy già rồi. Live stream bên giờ này là mắt mũi. Mắt mũi với tai mũi là nó đuối lắm rồi. Câu 29 à? Câu 29. Hòa tan hoàn toàn 14,58 gam nhôm. Mình tìm được số mol nhôm. 14,58 chia cho 27 bằng 0,54. Vào hắt nổ ba loãng. Vân Anh ơi, liên kết pi là sao á? Vân Anh nếu mà học lớp 12 thì chắc là biết pi, chắc là Vân Anh của lớp 10 nên chưa biết pi đâu. Không sao cả, lên lớp 11, lớp 12 là thầy dạy sau nhé Vân Anh nhé. Thì thu thì có 2 mol HNO3 phản ứng đồng thời khí nitơ thoát ra. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận gì? Cẩn thận có NO4. Đúng không? Mình test thử nhá. Mình test thử luôn này. Thằng nhôm tác dụng HNO3 là cẩn thận có NO4. Thế đó đây này là A, thế này là B. Thế có hệ phương trình. Phương trình nhất bảo toàn E. Nhôm trao đổi 3E. 0,54 nhân 3. Bằng nitơ trao đổi 10E. Cộng NO4O3 trao đổi 8E. Phương trình thứ hai. RHNO3, số mol NO3 bằng 2. Bằng 12 lần số mol nitơ cộng với 10 lần số mol NO4O3. Đến đây mình tìm được hệ. 1, 2. 10 bằng 8 bằng 0,54 nhân 3 bằng 12 bằng 10 bằng 2 bằng 0,05 và 0,14. B bằng 0,14. Vậy thì tìm được V 0,05 nhân 2,4 thì bằng 1,12 lít. Đáp án đúng đáp án C. Chính xác, có công thức tính. Hoàng Nguyễn Huy ạ. Thế mới kinh nhỉ. Chúng ta sang câu 30. Chúng ta cùng sang câu số 30. Chúng ta cùng sang câu số 30 nha. Wow, câu này cực kỳ hay. Lý thuyết này các em ạ. Các em cùng làm xem nào. Các em cùng cài xem nào. Câu số 30. Bao nhiêu bạn làm được đúng câu số 30 này cơ chứ? Kinh điển lắm. Dã man lắm. Câu số 30. Nào. Câu số 30 này. Hợp chất hữu cơ nhất thiết là chứa nguyên tố carbon. Chính xác. Trong tự nhiên hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chất. Trong tự nhiên các hợp chất hữu cơ đều là tạp chất. Sai, nhiều hợp chất đơn chất nhé. Ví dụ như là amoniacetic thì sao? Thủy phân hoàn toàn este trong dịch kiềm là phản ứng hoàn một chiều. Dung dịch kiềm một chiều chính xác. Lên men glucose thụ ethanol và khí carbon.
monoxit sai, dioxit cơ. Phân tử amino, amino acid, peptide, protein nhất thiết phải chứa nguyên tố nitơ. Đúng. Polymer sử dụng làm chất dẻo đều được đi từ trung ương sai, chất dẻo là phải trùng hợp. Ví dụ như PE, PVC đều trùng hợp hết. Vậy thì có 1, 2, 3 nhận định đúng, đáp án đúng đáp án C. Ok. Chính xác, xem nào những bạn nào comment đúng nào. Thu môn chính xác, Hiền Nguyễn, Báo Dương, Đức Thịnh bị nhầm chút. Nguyễn Đương Lý, Trịnh Dương, Nguyễn Hải Sơn, Đức Thịnh cố lên em nhá. Nguyễn Trà My, Huy Kẹo cố lên nhá. DT Hành, Yến, Thanh Tú, Sơn Nguyễn. Chính xác. Ok, mình sang câu 31. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử. Một anh này ăn hai là hóa chứng tỏ thằng này là hai chức. Tạo thành IZT khó vãi. X ăn hydro xúc tăng niken. Thế điều này chứng tỏ nó tạo thành là C8E là C8 H đá nhà H10. Anh này là có 2 pi CO này. Đây là ST mà đúng không? Đúng không? Thế thì nó chỉ có thể là, ơi Nguyễn Tài anh. Hello Đức Thịnh. Trong tự nhiên hợp chất hữu cơ đều hợp chất tập chức là sai. 1, 3, 5 chứ. Ơ nhỉ. Sorry các em, 3 đúng D, chính xác. Lỗi, 30 đáp án đúng đáp án D. D, 3. Sorry các em. Ừ, thấy đếm nhầm. Cảm ơn Báo, cảm ơn Đức Thịnh, cảm ơn Nguyễn Tài Anh, cảm ơn Vân Anh, Nguyễn Thái Dương, Sơn Nguyễn, ok, cảm ơn Đình Thành, Nguyễn Tài Anh, Thanh Tú, Bù Ba, chính xác. Thấy mắt thấy lé đấy. Ok, Minh Nhây đúng, 30D. Có 3 cái đúng, đúng chính xác, thank you các em. Mình sang câu 31 nhé. Câu 31 này câu hơi khó tí nữa rồi thầy sẽ gửi cho chúng ta cái file đáp án của câu 31. Câu 31 đáp án đúng là đáp án C nhé, F là C. Thầy chữa nốt câu 32 cho các em nhá. Câu 32. Câu 32 lại một số kim cực kỳ kinh của thầy. 15g glycine. Thầy không quan tâm glycine là gì. Lúc nãy các em biết rồi. Thầy tìm được số mol glycine là 15 chia 75 bằng 0,2 mol. Vào dung dịch HCl thu được dung dịch X. Dung dịch X thầy cứ coi như là gồm gly và HCl đi. Gly thầy vẫn là 0,2. Khối lượng dung dịch X là 29,6. Vậy thầy tìm được khối lượng HCl 29,6 trừ đi 15 bằng 14,6 chia cho 36,5. 0,4 mol HCl. Giờ ăn NaOH dễ lắm. Glycine ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 0,2. HCl ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 0,4. 0,2 cộng 0,4 bằng 0,6. 0,6 chia 1 bằng 0,6. Xét. Kinh chưa các em? Kinh chưa? Kinh điển chưa? Kinh điển chưa? Dã man không? Thế nhá, chúng ta vừa xong câu số 33. Bài. Thôi rồi. Vừa nãy có bạn Nguyễn Tài Anh kêu thầy là chữa thêm, bây giờ thầy chữa cho chúng ta thêm một câu nữa, câu 33, chứ thầy cũng mệt lắm rồi. Đau họng lắm rồi các em ạ. Các em nghe thầy giảng câu 32 vừa rồi hiểu chứ? Các em ơi, 81 bạn đang theo dõi video livestream ơi. Các em nghe thầy giảng câu số 33 vừa rồi các em hiểu chứ? Các em có hiểu bài không nhỉ? Các em có hiểu thầy chữa không? Ok, tốt. Skin hơi bị kinh ấy, không phải ai cũng có đâu. Thầy chữa câu 33 nhé. Giờ còn một lần câu 33 nữa thôi. 78 bạn đang theo dõi video livestream của thầy. Một lần duy nhất thôi xem nào. Cùng comment đáp án câu 33 mà các em nghĩ xuống. Đây, một lần thôi. Thầy chỉ cần một lần, tất cả các bạn đang theo dõi video livestream của thầy cùng comment đáp án. Em nghĩ đáp án nào em comment đáp án đây. Thầy rất mong muốn là các em đều có thể tự mong muốn nói lên cái ý kiến của bản thân. Các em cùng một loạt, cùng một loạt comment đáp án thầy xem nào. 33. Ok, cảm ơn những bạn đã ủng hộ thầy. Ok, có bạn đi VKC còn xem thầy học dạy. Dã man không? Đấy. 33. Hỗn hợp X. Các em cùng comment đáp án nhé. Hỗn hợp X gồm nhôm, sắt, magie, 15g X tác dụng oxy. Sau một thời gian thu được 18,2g chất đàn y. Thế ngay tức thì bảo toàn khối lượng luôn. Bảo toàn khối lượng luôn. Thế được là 15 cộng mờ oxy phản ứng nhá, thì bằng 18,2.
và mình tìm được khối lượng oxy phản ứng luôn. 18,2 trừ đi 15 bằng 3,2 chia 32. Thế ra là số mol 0,1. Hóa tan hoàn toàn Y trong HCl dư thì nó vẫn còn sinh ra được khí hydro, số mol bằng 0,3. Và dung dịch Z. Đấy. Cô cạn Z thu được mg mới khan. Thế thì chúng ta cần lưu ý này. Hỗn hợp Y này chúng ta gồm rất nhiều thứ nhé. Nhôm dư này, sắt dư này, magie dư này, Al2O3 này, FeO này, Fe2O3 này, Fe3O4 này, MgO này. Tác dụng với HCl dư thì Z của thầy tụ lại còn AlCl3 này, FeCl2 này, FeCl3 này và gì? MgCl2. Nhưng mà bài này thầy nghĩ rằng ra đề hơi bị sai. Thực sự đấy, trong thâm tâm của thầy nghĩ là đề này ra bị sai. Nhưng thôi chúng ta cứ chấp nhận giải nhé. Chúng ta cứ chấp nhận giải. Được chưa? Thế thì các em lưu ý này. Các em cần lưu ý một điểm này. Thế thì ăn với HCl dư này thì nó tách thành hai phần. Tách thành hai phần. Một phần thằng HCl này là do là thằng oxy trong oxy ăn với 2H cộng. Được chưa? Một phần là do thằng kim loại dư ăn với H cộng. Thế ta lưu ý này, tách ra này. Vậy phần này nó tách ra thành M kim loại và MCl trừ. Vậy MZ sẽ bằng M kim loại cộng với MCl trừ. M kim loại mình biết rồi, 15. Vậy là mình cần 35,5 nhân MCl trừ nữa là xong. Đúng chưa? Được chưa? Đấy, không thấy đang giảng cho các bạn hiểu thôi. Giờ mục tiêu chúng ta đi tìm MCl trừ nhé. Giờ ta đi tìm số mol MCl trừ nhé. Thế thì dạy các em tí này, chưa nhỏ nhỏ tí này. Thế thì mình có này. Do một oxy trong oxit ăn 2HCl nên mình có số mol Cl trừ có phải bằng 2 lần số mol oxy trong oxit cộng 2 lần số mol H2 không? Đây là bao nhiêu rồi? Oxy trong oxit thì đây là O2 thì có 0,1 x 2 bằng 0,2. 2 x 0,2 bởi vì oxy trong oxit mà 0,1 phải nhân 2 nữa. Ra 0,2 oxy trong oxit nhé, nhân 2 này. Cộng 2 x số mol hydro. Số mol hydro ở đây là bằng 0,3. Vậy thì tìm được mở muối luôn. 2 nhân với 2 nhân 0,2 cộng 2 nhân 0,3 bằng 1. 1 nhân với 35,5 bằng cộng 15 bằng 50,5 ca. Đáp án đúng, chúng ta đáp án à. Ok. Các em ơi, các em nghe thầy giảng có hiểu gì không? Đó, câu cuối này các em ơi. Các em thấy câu cuối thầy giảng các em có hiểu gì không nhỉ? 72 bạn. Bây giờ cũng khá là khuya rồi, 10 giờ rưỡi rồi. Buổi livestream thầy tạm dừng tại đây nhá. Tối mai hẹn gặp lại các em nhớ lên lớp nhắc các bạn. Nhắc các bạn giúp thầy là 20:30 tối mai chúng ta cày tiếp đề 007. Hello, bye bye các em. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.